mở một cửa hàng kẹo dẻo. Nastia, Nastia mua kẹo đi. Anh có kẹo dẻo nè. Cửa hàng kẹo dẻo? Em muốn kẹo dẻo. Bao nhiêu tiền? Không cần tiền. Đây là những viên kẹo dẻo. Anh muốn những viên sô-cô-la. Những viên sô-cô-la sao? À, em có một ít đó. Xin chào. Cái này không ăn được. À, cái này cũng không ăn được. Đây không phải là kẹo. Những viên sô-cô-la. Mình có một hộp đựng sô-cô-la. Những viên sô-cô-la. Trao đổi. Sô-cô-la. Đây là sô-cô-la. Và đây là kẹo dẻo. Ok. Ngon quá. Kẹo dẻo hình đôi môi. Những viên sô-cô-la hình đôi môi. Em muốn những đôi môi sô-cô-la. Anh muốn những viên sô-cô-la hình đôi môi. Em có một cái. Các bạn ở đâu rồi những miếng sô-cô-la? Ở đây chăng? Không. Đẹp quá. Những đôi môi. Một miếng sô-cô-la hình đôi môi. Thật to. Anh thích cái này. Chúng ta cần phải thử. Sô-cô-la. Sô-cô-la, sô-cô-la. Ừ, rất ngon. Đừng ăn quá nhiều kẹo. Cầm đôi môi sô-cô-la của em nè. Những đôi môi sô-cô-la. Cá mập. Em muốn sô-cô-la hình cá mập. Mình có một cái. Cá, mình có cá. Nè. Yeah. Nhưng chỉ là những con cá nhỏ. Mình biết rồi, mình có một con cá rất to. Con cá to. Đùa thôi mà. Sô-cô-la hình cá mà. Đưa cho em đi, đưa cho em sô-cô-la hình cá mà. Chúng ta cần phải kiểm tra xem. Sô-cô-la. Đây là kẹo dẻo. Đây là sô-cô-la nè. Đổi nha. Sô-cô-la hình cá mà. Các bạn nhỏ à, đừng ăn quá nhiều đồ ngọt nha. Nastia, Nastia, lại đây nào. Pizza và nước ngọt. Em muốn. Anh muốn sô-cô-la hình pizza. Và sô-cô-la hình nước ngọt. Một chai nước ngọt lớn và một chiếc pizza to. Chai nước ngọt lớn. Mình sẽ đi tìm kẹo dẻo marshmallow. Không tốt cho sức khỏe. Dâu tốt cho sức khỏe. Táo tốt cho sức khỏe. Dưa hấu tốt cho sức khỏe. Không có pizza và không có nước ngọt. Sô-cô-la hình nước ngọt. Rau không phải pizza. Pizza ở trong ngăn đông lạnh. Sô-cô-la hình pizza. À, cho em nước ngọt và pizza nè. Sô-cô-la. Em có sô-cô-la chưa? Mình cần phải thử. Chúng giống nhau. Mình cần phải thử. Chai nước ngọt lớn. Đây là sô-cô-la. Chờ chút, mình sẽ thử chiếc pizza. Chúng giống nhau. Ngon quá. Đổi nào. Nước ngọt và pizza. Em muốn thử. Ăn thử nào. Pizza. Nastia, anh có những viên kẹo dẻo hình con gấu nhiều màu sắc nè. Phải có màu. Em muốn cái đó. Tìm đi, tìm đi. Tự tay em làm.
màu trắng à. Không không không, phải có màu cơ. Màu thì sao? Em không có màu. Đừng lo lắng Nastia, anh có màu dành cho sô-cô-la. Cảm ơn A-team. Bên này là nóng, bên này là lạnh. Mình nhìn giống như nữ hoàng Elsa. Còn mình có sự ấm áp như mùa hè vậy. Lạnh tốt hơn mà. Không, chỗ của mình rất là nóng. Nó tốt hơn. Ôi dồi 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 dồi. Anh đang đổ mồ hôi kìa. Đổi thử nha. Mình cần phải thay đổi. Mình cũng sẽ đổi thử. Mia Mia, giúp chị với. Ok. Váy của mình, quần áo của mình, nó là một cái váy đóng băng. Mặc nó đi Elsa. Mình biết cách có thể giúp bạn rồi. Một cây búa. Cảm ơn. Bạn có cái váy xấu quá đấy. Để xem anh có gì nào. Wow. Quần áo mình đâu rồi? Nó quá nóng. Mình muốn ăn. Đúng rồi, mình cũng vậy. Đồ ăn của mình. Ngon quá, ngon quá. Xúc xích nóng. Mình còn hai cái nữa. Nó nóng quá. Của mình chắc tốt hả? Nó là một xúc xích lớn. Yeah, lạnh quá. Bạn có cần cây búa không? Chắc vậy á. Nó đông cứng nhất à. Mình không thể ăn được. Thử trái cây nhé. Đồ ăn nóng. Trái cây lạnh. Wow. Nhưng mà nó nóng. Quả táo với cam của mình đi đâu rồi? Đó là tại sao đá lạnh thì tốt hơn. Cực kỳ lạnh. Có cái búa này. Lạnh quá vậy. Chúng ta không thể có bất cứ thức ăn nào. Đồ ăn của mình thì lại quá nóng. Và thực phẩm của mình rất lạnh. Stacy, mình biết cái gì tốt cho sự ấm áp rồi. Và mình biết cái nào tốt khi lạnh. Hồ bơi. Wow. Hồ bơi của mình rất là nóng. Mình yêu băng. Nó quá nóng. Băng. Mình đang ngã. Lạnh quá đi. Đợi tí, đợi tí. Mình cứ xoay qua đó luôn. Wow, đá thật. Stacy, Stacy, đi thôi. Mình có ý này. Quá lạnh thì rất tệ. Còn quá nóng thì cũng không có tốt. Oh, chào.
sẽ bắt em ngay. Nadia, bạn đang làm gì vậy? Em ấy còn nhỏ mà. Nadia, lấy búp bê của bạn đi. Búp bê của mình. Mia, chúng ta hãy nhảy trên mặt chúng nào. Mia, bạn nhúng của chị mà. Trả nó lại cho chị. Bạn nhúng này là của mình. Em còn quá nhỏ. Mia, tại sao em khóc? Cho em nè, Mia. Ngạc nhiên chưa? Cho Mia. Mình cũng muốn được tặng quà. Cho chị chơi với. No. Aha. Đồ trang điểm của chị nè. Bè. Wow. Đừng, dừng lại. Nadia, em ấy còn nhỏ mà. Bạn phải nhường cho em bé chứ. Cô ấy còn quá nhỏ và cô ấy không biết cách sử dụng đâu. Đưa cho em ấy đi. Cho em nè. Lại đây. Chị sẽ bắt được em thôi. Ở đó đi. Bây giờ thì hãy để cho chị chơi nha. Ai Mia, ai đã nhốt em vậy? Ồ, cô ấy còn nhỏ, cô ấy có thể chơi ở đó được mà. Đừng lo lắng nha Mia, anh sẽ đưa em ra ngoài. Mở ra. Bệnh qua đi thôi. Đi nào. Wow, dễ ơi.
ngồi xuống đi. Yummy. Ngon lắm, ngon lắm đó. Em thích ăn kẹo. Kẹo ư? Ôi, nhiều thế. Vâng. Bạn hãy tự mình thử xem. Yeah. Đi nào. Mình muốn thật là nhiều kẹo. À, kẹo đâu hết rồi? Sao chỉ toàn là nước thế này? Mình cũng muốn có được kẹo. Bạn có thể lấy những viên kẹo này. Cảm ơn em Mia. Của mình là màu đen. Của mình màu hồng. Wow, phòng của mình màu hồng. Mọi thứ trong phòng mình đều là màu đen. Đối với hồng. Màu đen tốt hơn đấy. Dễ thương quá. Máy sấy tóc màu đen. Màu hồng đẹp hơn. Nhuộm tóc nè. Màu đen. À, chân. Màu đen tốt hơn. Mình muốn tóc cũ của mình hơn. Màu hồng đẹp hơn. Không. À, màu hồng. Màu hồng đẹp hơn. Các bạn thích màu nào hơn? Đen hay là hồng? Mình thích màu hồng. Burger màu đen. Burger màu hồng. Khoai tây đen. Burger màu hồng. Màu hồng ngon hơn. Để tôi thử của tôi nào. Không, màu đen tốt hơn. Không, màu hồng ngon hơn. Blackberry. Quả mâm xôi. Màu hồng ngon hơn. Không, màu đen tốt hơn. Để lại bình luận nha. Cậu thích cái nào hơn, đen hay hồng? Nhìn, cô ấy sẽ sợ cho mà xem. Nó là con nhện giả. Autumn, con nhện màu hồng sao? Nó biến thành màu đen rồi. Mình đã nói rồi, màu đen tốt hơn. Em không thích đồ màu đen. Màu đen tốt hơn, mình đã nói rồi. Vừa lắm luôn. Anh thích màu hồng hả? Không. Quay trở lại màu hồng. Tốt hơn nhiều rồi đó. Màu hồng đẹp hơn nha.
guitar màu đen chơi tốt hơn. Màu hồng đẹp hơn. Màu hồng đẹp hơn. Màu hồng đẹp hơn. Màu hồng đẹp hơn. Tại sao lại màu hồng? Sườn rồng của tôi cũng màu hồng. Ồ không, guitar của tôi. Stacy, sao cậu làm như vậy? Màu hồng đẹp hơn. Nhân tiện thì mình cũng thích đấy. Mình sẽ mang cái này theo. Cái này của mình. Cái này của mình. Các bạn nữ ơi, đây là thứ quan trọng nhất đấy. Yes. Các bạn sẽ sớm hiểu thôi. Không, để ở đây sẽ bị mất đó. Ồ, mình biết phải làm gì rồi. Không đâu Mia, em không có được phép ngồi ở đây. Cùng lên xe ô tô thế nào. Sẵn sàng. Ôi dồi 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 dồi. Chúng mình cần phải xử lý nó. Cái vali của mình chính là thứ quan trọng nhất, bởi vì mình có thể sửa lấy mọi thứ. Chúng ta cần cái này đấy. Mình sẽ tự sửa cái xe này một mình. Làm sao mình có thể lấy đống đinh này lên từ đống cỏ đây? Cái này sẽ giúp chúng ta. Đúng vậy, chúng ta sẽ sửa lại cái xe. Có lẽ chiếc xe này sẽ cần tí thuốc đấy. Không, cái này sẽ giúp để thu thập chúng nè. Cảm ơn bạn Nastia. Sẵn sàng rồi. Hãy bắt đầu thôi nào. Xăng rồi. Cái này sẽ giúp chúng ta. Là sao bộ trang điểm có thể giúp được chúng ta chứ? Bọn mình cần xăng. Yes. Anh sẽ thấy. Là sao nó có thể giúp được chúng ta? Cái này sẽ giúp chúng ta. Xe ô tô nó cần xăng dầu. Nó đâu có cần phải dùng son môi đâu. Bây giờ cái này sẽ giúp chúng ta nè. Khăn trải bàn. Bây giờ bạn sẽ thấy.
cảnh sát sẽ giúp chúng ta. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng tôi không có xăng. Không có xăng ư? Không thèm vấn đề, tôi có thể giúp bạn. À, tìm ra được nó rồi. Bạn đi được rồi đấy. Cảm ơn. Các bạn sẽ mang theo những gì trong chuyến đi của mình vậy? Đồ ăn. Yummy. Ô, xin chào. Chào. Cùng ăn nào. Đúng vậy. Dừng lại. Đừng đem cái xe đó từ sàn lên bàn. Nhớ nhé. À hả? Nho này. Ngon quá. Dừng lại. Anh phải rửa tay và những trái cây đó trước đã. Nó rất là quan trọng. À, không sao đâu. Ui. Bụng mình đau quá. Đến bác sĩ đi. Mời người tiếp theo. Xin mời ngồi. Đến đây. Bạn đang ăn móng tay hả? Không. Oops. Hãy nhìn đây. Không, hôm nay không khám răng. Chúng ta cần phải làm một xét nghiệm. Đừng lo lắng. Các bạn, đừng sợ bác sĩ nha. Có cái gì đó đang chuyển động bên trong. Chúng ta cần phải chụp X-quang. Các bạn, nếu như các bạn ăn hoa quả dơ và không rửa tay, các bạn sẽ có con sâu bên trong bao tử của mình. Tôi phải chích cho bạn một mũi kim. Sẵn sàng. Tim không hề đáng sợ một tí nào hết. Bụng của mình bây giờ nó hết đau rồi. Rửa tay của bạn. Phải rửa tay thật sạch đi nhé. Rửa bằng xà phòng. Mỗi lần các bạn đi từ bên ngoài vào trong nhà, hãy nhớ rửa kỹ tay thật sạch đi nhé. Mia, tụi mình đang ở đâu vậy? Mấy cái hình này là gì vậy? Chị nghĩ là chúng ta phải tìm tất cả những hình này để thoát khỏi đây. Ok. Mình thử cái này nhé. Tụi mình tìm được rồi. Oh.
là chất nhờn slime. Tụi mình phải đi tìm những hình này đã. Dạ. Mình tìm được rồi. Đó là hình tam giác. Làm tốt lắm Mia. Mia, tiếp theo nè. Khối Lego. Thú vị thật. Những khối Lego. Cùng tìm nào. Không có. Không có. Mấy cái này sao giúp tụi mình đây? Em không biết. Ý tưởng hay đó Mia. Tụi mình sẽ ráp lại thành hình vuông. Nhìn nè, chị nghĩ cái hình này rất đẹp. Một, hai, ba. Tụi mình gần xong rồi. Mia, mình đi tìm cửa khác đi. Mình nghĩ cái cửa này rất tốt nè. Chị Stacy, em sợ quá. Em không muốn mở nó ra đâu. Đừng có mở cái cửa này ra. Tụi mình cần phải thoát khỏi đây. Marty. Cái hình đâu rồi? Tụi mình không tìm được hình nào hết. Chỉ có chó thôi. Mia, là hình nè. Là ngôi sao. Còn hai cái nữa thôi là tụi mình có thể thoát khỏi đây rồi. Mia, mình thử cái này đi nha. Mia, Mia, bắt nó. Tụi mình làm được rồi. Chỉ còn một cái nữa thôi là có thể thoát khỏi đây. Tụi mình phải kiểm tra hết những cửa này. Không có gì hết. Mia, thử cái này nha. Mia, trong này cũng không có gì luôn. Chắc là tụi mình không thể thoát khỏi đây rồi. Mình rất hy vọng trong này có hình đó. Nó cũng trống rỗng luôn. Mia, chỉ còn hai cửa nữa thôi. Cái này cũng trống rỗng luôn. Còn một cái nữa thôi. Chị sợ mở cánh cửa này ra quá Mia. Trống rỗng mà Mia. Phải tìm lối ra ở đâu đây. Phải thoát khỏi đây thôi. Alo, Dân Dân, em nè. Cái hình này là đúng luôn đó. Mia, nhìn nè, tụi mình tìm được đủ tất cả. Màu tím đẹp nhất. Ồ,
Ok, ok. Màu tím vẫn đẹp nhất. Màu xanh tốt hơn. Rồi ta sẽ thấy. Màu tím vẫn đẹp nhất. Không, màu xanh tốt hơn. Không, không, không. Tất cả mọi người đều thích màu tím. Không ai thích màu xanh lá cây cả. Màu xanh lá nổi tiếng hơn. Không. Màu tím vẫn đẹp nhất. Mình sẽ chứng minh cho bạn biết màu tím là đẹp nhất. Hãy xem màu tím có những gì nha. Hãy xem bên ngoài kia có bao nhiêu màu xanh lá. Nho. Và trái nho xanh, mật ong ngon hơn. Không. Của em thì đẹp hơn. Mia, thử xem cái nào ngon hơn. Cái này. Mình biết, mình biết. Thử cái này xem. Màu tím ngon hơn, thấy chưa? Tiếp theo nào. Màu xanh là trái dưa chuột. Trái cà tím. Mia, em thích trái dưa chuột hay là củ cà tím? Màu tím đẹp hơn. Em có bắp cải tím. Mình có ớt chuông. Của mình tốt hơn, bởi vì bạn có thể làm salad và nướng chúng. Trái của mình cũng làm được này. Và cậu có thể cho nhồi nó với thịt và nó sẽ rất là ngon. Mia, cái nào ngon hơn? Mia thích màu tím. Ok, cái tiếp theo. Mình có hành tây. Bạn có thể thêm nó vào những món ăn khác nhau. Bạn có thể nướng nó lên. Bạn có thể nấu nó và nó trở nên rất ngon. Nó rất tuyệt khi trang trí trên đĩa ăn. Mình có rau mùi. Nó rất là ngon và cậu có thể ăn nó không nướng hay không nấu được. Như thế này này. Ok. Trái táo cũng có thể màu xanh. Mình có khoai tây. Bạn có thể làm rất nhiều món khác nhau từ khoai tây. Ví dụ như món khoai tây nghiền nè. Mình rất thích khoai tây nghiền. Với táo cậu có thể làm sốt táo đấy. Khoai tây nghiền ngon hơn. Trái táo xanh có lợi cho sức khỏe của cậu. Nhưng em cũng có chanh dây nè. Chanh dây rất tốt cho sức khỏe và cũng rất ngon nữa. Có rất nhiều trái cây khác nhau có màu tím, nhiều hơn là màu xanh lá cây. Cho nên là em thắng rồi. Được rồi, trò chơi tiếp theo. Mình có cái này. Em cũng có cái giống vậy. Nhưng chúng có nhỏ hơn một chút. Của mình lớn hơn, màu xanh lá tốt hơn. Ok, em có marshmallows. Marshmallow tím. Mình cũng có tương tự, nhưng mà màu xanh. Nhưng của em đẹp hơn. Mia, cái nào đẹp hơn? Đúng rồi, màu tím. Haha, em có kẹo mút màu tím. Và với mùi nho. Ồ, mình cũng có giống vậy này. Với mùi dưa leo. Với táo. Ok, em có một quả cầu gươm cực lớn với tiền. Yes, với tiền. Sô-cô-la. Đồng xu sô-cô-la màu tím. Và mình có sô-cô-la đồng tiền màu xanh lá. Ok, em cá vị đó là vị dưa leo. Thực ra nó cũng chỉ là sô-cô-la bình thường thôi, nhưng mà với màu xanh lá. Mia, cái nào đẹp hơn? Em còn thậm chí chưa thử nó nữa mà. Em thích mấy cái này mà. Mia lúc nào cũng ở bên cậu hết á. Dòng tiếp theo. Sô-cô-la tím ngon hơn. Ngon hơn. Không, sô-cô-la xanh lá ngon hơn. Cùng thử đi. Sô-cô-la màu xanh lá ngon hơn. Không, sô-cô-la tím. Nó ngon hơn và ngọt hơn. Mia, em thích cái nào hơn? Màu tím. Ok. Em thật sự chưa thử qua anh đó mà. Hãy để dưới bình luận màu nào mà các cậu thích nhất. Để dưới bình luận đi nào. Thích màu tím. Ha, mình muốn uống nước. Oh. Nước nho.
sẽ chèn ép. Của mình ngon hơn. Không, của mình tốt hơn, bởi vì nó màu xanh lá. Nó rất là chua. Của em ngọt hơn, bởi vì nó là nước nho và nó màu tím. Ồ, mình cũng cầm một cái nữa này. Mình có khoai tây màu xanh lá cây. Em cũng có bim bim màu tím. Của em có màu tím với vị Việt Quốc, nó hơi ngọt ngọt. Và của mình là với trái dưa chuột và dưa muối. Không ngon gì hết. Được rồi, vậy màn tiếp theo kiểu gì mình cũng thắng thôi. Thịt của em ngon hơn. Không, của mình tốt hơn bởi vì nó là quả táo chua. Không, với vị Việt Quốc thì ngon hơn. Thử đi nào. Màu tím thì đẹp hơn. Ngọt và rất ngon. Hãy thử của mình nào. Cái này là ngon nhất. Không không không, của em ngon hơn. Mia, cái nào ngon nhất? Thử cái này xem. Không ai thắng thử thách này hết. Ok, tiếp theo nào. Kem lạnh. Wow, vị của mình là kem màu tím. Cái này cho em. Còn cái này cho chị. Vị nho yêu thích của mình và vị Việt Quốc nữa. Của mình là hạt dẻ cười. Hình nón cũng có màu tím luôn. Ngon cực kỳ. Kem của em ngon hơn. Không, kem của mình ngon hơn. Màu tím thì ngon hơn mà. Các cậu ơi, hãy để dưới bình luận loại vị kem nào mà các cậu thích nhất. Mia, em thích cái nào nhiều hơn? Lúc nào em cũng bỏ bên chị đó hết á. Bởi vì con gái nào cũng thích màu tím. Mình có một thử thách cuối cùng. Nó sẽ chọn ra người chiến thắng. Hãy chờ xem ai sẽ là người thắng cuộc thi. 3, 2, 1. Nhìn nó đẹp quá đi thôi. Màu xanh lá cây thắng. Yeah. Ở bên trong có tơ nhện đấy, nhìn đi. Atom đã thắng cuộc thi này. Nhưng cái của mình vẫn đẹp hơn nhiều. Wow, có tuyết kìa, tốt lắm. Màu xanh là tốt hơn. Hãy để lại mình một lượt thích. Và theo dõi kênh của tụi mình nha. Tạm biệt.